Chào tất cả các bạn trên khắp mọi miền đất nước đang xem trên hai kênh YouTube và Facebook, và rất là vui khi chia sẻ bạn một cái chủ đề hôm nay mình nói về khởi nghiệp. Vậy thì cái yếu tố quan trọng nhất để kinh doanh thành công đó là gì? Và rất là vui mình chia sẻ cái giờ này. Cái giờ này là cái giờ mà nó mọi người vừa mới đi làm về, mọi người cũng đang rất là bận rộn cho cái việc ăn cơm tối, cho nghỉ ngơi. Có những bạn đang đi học và có lẽ là chưa kịp về. Tuy nhiên tối nay thì mình bận livestream trong group kinh doanh và khởi nghiệp rồi, nên mà mình chỉ còn cái giờ này. Sau khi mình livestream cho các bạn xong thì mình cũng đi ăn với gia đình rồi xong mình về và livestream cho buổi tối. Tại sao lúc này mình livestream nhiều? Bởi bây giờ được nghỉ Tết nên rảnh, không đứng lớp nhiều nên được livestream. Chúng ta chào nhau hai bên, cả hai bên cũng đang chào rất là khí thế. Và các bạn có thể chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn, nếu các bạn đam mê làm kinh doanh, và hoặc là ai đó đang làm kinh doanh, thì tối nay mình phân tích năm yếu tố rất là quan trọng và các bạn cần phải nắm cái điều này. Và chúng ta giới thiệu về nhau để mọi người cùng biết. Thứ nhất là họ tên của bạn, bạn đến kinh doanh lĩnh vực gì, và thứ tiếp theo nữa là bạn đang ở tỉnh nào, khu vực nào, vùng miền nào, để mọi người cùng xem livestream và mọi người cùng biết luôn các bạn nhé. Mình cũng biết và các bạn cũng biết. Bây giờ mình đi nhanh. Vậy cái yếu tố quan trọng nhất để khởi nghiệp thành công đó là gì? Chắc là hồi giờ nếu mà các bạn đọc sách, đọc báo thì bạn nghe người ta nói nhiều thứ lắm, quá nhiều. Nhiều lắm đúng không? Chào bạn Long Tân, chào bạn Thí Lụa. Ok, rất rất nhiều. Nhiều lắm. Vậy thì hiện tại những cái doanh nghiệp thành công hiện tại thì họ dựa trên những yếu tố nào họ thành công, và tại sao hàng ngàn doanh nghiệp thất bại? Cái câu hỏi đó là cái câu hỏi mà những người đang đứng trước ngưỡng cửa khởi nghiệp này nè, chúng ta phải nắm được. Không những chúng ta nắm được, chào bạn Vinh Nguyễn, chào bạn Đinh Quang Hiệp, em đã chia sẻ tuyệt vời bạn Đinh Quang Hiệp. Không những nắm được mà phải, chào bạn Như Tâm nha, chào bạn Phương Hoàng, không những nhanh nắm được mà chúng ta còn phải gì còn phải nhìn nhận lại cái doanh nghiệp của mình, cái doanh nghiệp của mình đang làm hiện tại nè. Chào Nguyễn Hữu Quang, cái doanh nghiệp mình đang hiện tại nè, nó đã đi vào một cái luồng và một cái thời thế đó thành công hay chưa, hay là nó lại lần quần rồi nó làm cho chúng ta lại thất bại tiếp. Tại sao vậy? Và tại sao mình hay nói đến điều khởi nghiệp, mình hay nói các bạn làm kinh doanh, mình hay xúi, mình là người cổ xúi cho các bạn đi ra khởi nghiệp, làm chủ doanh nghiệp? Bởi vì với cái góc nhìn của mình, khởi nghiệp là điều tuyệt vời. Bởi vì chính cái khởi nghiệp nó làm cho thế giới chúng ta càng ngày càng tốt đẹp hơn. Chia sẻ, cảm ơn bạn Thảo Nguyễn. Các bạn có cảm nhận ra điều này không ạ? Với cái góc nhìn của mình thì chính khởi nghiệp nó giúp cho thế giới càng ngày càng tốt đẹp hơn. Và mình cũng cảm nhận ra được là những người làm kinh doanh là họ nhận lãnh làm cái vai trò đó, họ làm cho thế giới của chúng ta càng ngày càng có nhiều nhiều gì, nhiều sản phẩm hay, nhiều cái dịch vụ hay, giải quyết được nhiều vấn đề cho xã hội. Và đó là lý do mà mình luôn nói rằng là nếu các bạn đã ra làm khởi nghiệp, các bạn đã chọn con đường làm doanh, thì các bạn phải nghiêm túc, các bạn phải làm việc nghiêm túc, các bạn phải đi học đàng hoàng. Các bạn không có được mà đi học theo cái kiểu làm ăn theo cảm tính, làm việc theo cái kiểu méo mó, thì cái điều đó không được gọi là làm chủ đâu, mà cái đó gọi là đi kiếm cơm, đi tạo ra cái cơ hội để kiếm tiền, để nuôi sống cuộc sống mình thôi. Nếu mà bạn tư duy theo một cái cách mà chúng ta làm, suy nghĩ theo 5-10 năm chúng ta là ai, 20 năm nữa chúng ta là ai, các bạn sẽ kinh doanh theo một cái cách rất là khác. Nên là đó là lý do mà mình luôn truyền bá cái tư tưởng, cái cách mà luôn xúi dục các bạn đi ra làm kinh doanh, ra làm chủ cho mình một cái doanh nghiệp đi. Bởi vì sao bởi vì cái điều đó nó làm cho thế giới tốt đẹp. Các bạn thấy bao nhiêu những cái vấn đề của xã hội này, chính những người khởi nghiệp là những người như thế nào họ ra họ giải quyết. Các bạn thấy nhà nước không? Nhà nước họ chỉ tạo ra cái thể chế thôi, họ chỉ tạo ra luật pháp để chúng ta chơi thôi. Thậm chí nhà nước đã tạo ra thể chế luật pháp cho chúng ta chơi, mà thậm chí những người mà thực thi đó họ còn cản trở những người khởi nghiệp nữa.
họ cản trở những người doanh nhân làm điều tốt đẹp nữa. Nên là cái đó là cái điều mà mình muốn gửi đến các bạn. Và không những thế, cái người khởi nghiệp đó họ thành lập lên một cái team. Một cái team đó là nhân viên, đó là những cổ đông, có đó là những cổ phần. Và nếu họ có một cái chính sách lương hợp lý hoặc là một chính sách chia sẻ cho cổ đông hợp lý thì khởi nghiệp chính là cái cách gì ạ? Cái cách giúp cho gì ạ? Giúp cho cái đội nhóm đó, giúp cho những cái con người đó mỗi ngày họ như thế nào ạ? Mỗi ngày họ mỗi phát triển lớn hơn. Họ phát triển ra được cái tài năng của họ. Họ phát triển ra được cái con người của họ. Và chính những cái ông chủ khởi nghiệp đó, ông giúp cho đội ngũ của ông, những cái người nhân viên, những người trong đội nhóm đó càng ngày càng phát triển hơn, và họ trở nên thành những con người tuyệt vời hơn. Họ đóng góp hữu ích cho thế giới này hơn. Các bạn thử nghĩ đi, nếu mà không có những cái công ty khởi nghiệp tuyệt vời nó như vậy, không có những cái con người làm khởi nghiệp tuyệt vời nó như vậy, thì thế giới này làm sao nó tốt đẹp được? Và những người tài năng, những người học hành tài năng, những người có bằng cấp ra, làm sao họ có cơ hội để họ dụng võ họ được? Họ đem những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm để họ cống hiến cho cái công ty đó. Điều đó có nghĩa là họ đang làm đẹp cho cái thế giới này. Đó là cái lý do mà mình cổ suý. Còn cái người nào mà cản trở những người khác ra làm khởi nghiệp, những cái người nào mà cản trở những ai khát khao họ muốn ra kinh doanh, họ làm cho thế giới này tốt đẹp hơn, thì những cái con người đó là những người họ suy nghĩ chưa tới. Hoặc là họ quá hẹp hòi, hoặc là họ thấy họ không có hướng ra, họ không biết cái cách nào làm, họ cản trở các bạn để giống như họ thôi. Các bạn có nhận ra như vậy không ạ? Vậy thì cái câu hỏi đặt ra, tại sao khởi nghiệp thất bại vậy? Tại sao khởi nghiệp tuyệt vời vậy? Nhưng mà nó lại như thế nào ạ? Các bạn hàng năm các bạn chứng kiến các bạn cũng nhìn thấy quá nhiều người thất bại, quá nhiều. Ok chưa? Hàng loạt người thất bại ghê gớm, hàng ngàn người ra khởi nghiệp một vài năm sau là thất bại. Cái điều gì vậy? Chào bạn Lê Tuyển, chào bạn Long Tân. Tại sao nó kỳ lạ vậy? Vậy thì các bạn nên nhớ là ngay từ nhỏ thì mình cũng đã có thói quen ra khởi nghiệp rồi. Mình không hiểu sao vậy. Ngay từ nhỏ xíu mình đã biết trồng cây cảnh để mình bán, mình nuôi cây cảnh mình bán, mình nuôi cái rong cảnh đó, mình bán. Gần Tết như vậy thì mình trồng hoa, hồi ở quê thì có hoa vạn thọ và hoa màu gà. Cái năm những năm học cấp 2 mình đã biết làm những cái việc đó rồi. Và cái máu khởi nghiệp đó nó nằm trong gì ạ? Nó nằm trong máu của mình. Nó làm cho mình nó như thế nào? Nó làm cho mình luôn nung núc ý chí để làm sao đó ra để làm kinh doanh. Vậy thì bây giờ các bạn thấy này, với mình thì khởi nghiệp nó có những cái yếu tố sau, năm yếu tố sau, mà nói trước năm yếu tố rồi sau nó bắt đầu mình mới nói sau về cái yếu tố nào nó giúp cho chúng ta thành công. Cái yếu tố thứ nhất, thường thường mọi người hay nói là ra khởi nghiệp chúng ta cần phải có cho mình một cái ý tưởng, đúng không? Có một cái suy nghĩ, một cái ý tưởng. Hoặc là mình nói cụ thể hơn là chúng ta cần phải có cho mình một cái sản phẩm hoặc một cái dịch vụ nó rất là rõ ràng. Ok chưa? Và rất nhiều người nói là ý tưởng là tất cả, đúng. Đây là theo một cái triết lý mà xưa nay họ nói là tìm ra được sản phẩm là tất cả, ý tưởng là tất cả, đúng. Nó đúng trong một cái phạm vi nào đó thôi. Nếu mà bạn xem hết cái livestream này thì bạn sẽ nhìn thấy vậy thì ý tưởng nó đóng góp vào thành công của chúng ta nó như thế nào. Một cái sản phẩm dịch vụ nó đóng góp vào thành công của chúng ta nó như thế nào. Và chính xác chúng ta cần phải tìm cho mình một ý tưởng, một sản phẩm, một dịch vụ gì đó. Tìm cho mình một cái nhu cầu của thị trường, nhìn thấy một cái vấn đề của thị trường để chúng ta bắt đầu từ đó. Đúng, điều này rất là tuyệt vời. Chào bạn Ngô Hải Long, kiến trúc sư Ngô Hải Long, công ty xây dựng mô hình. Chào bạn Lê Nguyễn Lê, chào bạn Lê Tuyển, ok. Tuyệt vời, các bạn hãy giới thiệu về các bạn để mọi người cùng biết nhé. Và khi chúng ta có ý tưởng rồi thì chúng ta bắt đầu với một mình chúng ta thì chúng ta gọi là kiếm sống thôi. Và lần lần chúng ta xây dựng cái đội nhóm. Vậy cái tiếp theo để doanh nghiệp chúng ta phát triển là chúng ta cần phải có đội nhóm.
Dĩ nhiên những ngày đầu bạn ra khởi nghiệp có một mình bạn, nhưng mà cái bước tiếp theo là bạn cần phải có cái đội nhóm, bạn phải xây dựng được cái đội nhóm, bạn phải xây dựng được cái đội nhóm phù hợp với những cái con người tài năng. Đội nhóm phù hợp, mình muốn nói cái từ là đội nhóm phù hợp. Đội nhóm phù hợp để làm gì ạ? Ok chưa? Để chúng ta phục vụ được thị trường. À, để chúng ta giải quyết được những vấn đề của thị trường, để chúng ta vận hành doanh nghiệp cho nó ngọt. À, nếu mà chúng cái đội ngũ nhân sự của chúng ta, những người mà chúng ta đang tuyển dụng họ vào, hoặc là những người chúng ta là hợp tác làm ăn chung, à, họ cũng rất là tài giỏi, họ cũng rất là thông minh, nhưng họ không phù hợp với tổ chức của chúng ta thì họ đang cản đường của chúng ta. À, vậy thì như thế nào là một đội nhóm phù hợp? Cái đội nhóm phù hợp đó là đội nhóm là cùng mục tiêu và phục vụ cho khách hàng. À, cùng mục tiêu để phục vụ cho khách hàng. À, và thường thường á, những người khởi nghiệp thì hay mộng mơ. Và vậy thì làm sao để những người khởi nghiệp họ bớt mộng mơ? Làm sao để họ bớt mộng mơ các bạn biết không? À, khi mà họ bị gì ạ? À? Họ bị khách hàng đấm cho họ một cái cú đấm vào mặt á, thì lúc đó họ mới hết mộng mơ, họ mới thực tế hơn. À, họ mới thực tế hơn. Cái đội nhóm mà ngồi lại là hay mộng mơ, đặc biệt là cái đội nhóm khởi nghiệp mộng mơ cơ lắm. Nhưng mà họ bị khách hàng đấm cho họ. Tại sao gọi là khách hàng đấm? Mình dùng cái từ đó để cho các bạn tỉnh ra. À, khách hàng họ rất là thực tế các bạn. Báo cho bạn biết là khách hàng họ rất là thực tế. Và khi khách hàng họ đấm vào mặt, nghĩa là họ không mua hàng của các bạn. Họ không quan tâm đến các bạn. Những cái điều bạn nói họ bỏ ngoài tai. Lúc đó bạn mới giật mình, bạn mới tỉnh ngộ ra. Chứ còn những ông khởi nghiệp là lý thuyết hóa, lý tưởng hóa lắm. À, đầy những ông khởi nghiệp thất bại là bởi vì ông bảo thủ cái suy nghĩ của ông. À, ông không cần, ông không thèm tìm kiếm lời khuyên của người đi trước. À, thiếu đi những lời khuyên của người đi trước. À, ông không còn quan tâm cho tới khi ông mắc sạch tiền, ông phơi áo, lúc đó ông mới tỉnh ra. Mà ông tỉnh ra thì lúc đó ông không còn khởi nghiệp được nữa, ông không còn sức để ông đi nữa. À, nên là các bạn phải nhận đó, là chúng ta phải cần phải tìm cái đội nhóm, và cái đội nhóm đó nó phải phục vụ cho khách hàng, chứ không phải là nó mãi mê theo những cái triết lý của nó. À, và cái thứ ba là chúng ta cần tìm kiếm cái mô hình kinh doanh, cái mô hình kinh doanh mang về lợi nhuận, cái mô hình kinh doanh mang về doanh thu hiệu quả. Chúng ta tìm kiếm cái mô hình kinh doanh nào đó nó phù hợp. À, có sản phẩm rồi nhưng mà cái mô hình nào là nó phù hợp. Hồi nãy giờ thì các bạn nào xem cái live stream thì các bạn có thể bấm like, và các bạn bấm vào nút like, kể cả bên YouTube luôn. À, các bạn có thể đăng ký bên YouTube á, các bạn đăng ký trên cái nút subscribe, các bạn bấm thêm cái chuông nữa. Các bạn bấm nút subscribe xong, bấm nút đăng ký xong, các bạn thấy nó có cái chuông, các bạn phải bấm cái chuông nữa thì khi mình live stream nó mới báo về các bạn. À, các bạn bên kênh Facebook cũng vậy, các bạn follow mình, các bạn chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn, nếu ai đó họ xem được thì tự nhiên họ nhận ra một cái bài học đó, điều đó rất là tuyệt vời. À, chúng ta phải tìm kiếm cái mô hình kinh doanh phù hợp để gì ạ? Để nó tạo ra được cái lợi nhuận. À, cái mô hình kinh doanh, chào bạn Phúc Huỳnh nha. À, cái mô hình kinh doanh mà nó vận hành cái doanh nghiệp, nó đưa sản phẩm, dịch vụ của ta lan tỏa rất là ngọt. À, và cái thứ tư đó là chúng ta cần phải có cái nguồn vốn phù hợp. À, hoặc là các cái nguồn hỗ trợ dồi dào. Ok chưa? À, và rất là nhiều người hiện tại đang suy nghĩ rằng có thể là cái nguyên nhân để dẫn đến chúng ta thành công. Và đó là lý do mà rất là nhiều người đây là cái nguyên nhân mà rất là nhiều người là nói là do là em không có vốn. Nhưng mà các bạn cứ nghe 5 yếu tố đi, rồi mình mới tính toán, rồi các bạn mới thấy. À, và yếu tố thứ năm đó là chúng ta phải chọn cái thời điểm thích hợp để chúng ta ra, chúng ta khởi nghiệp. À, vậy thì trong 5 yếu tố này thì cái yếu tố nào là quan trọng? Trong 5 yếu tố này là yếu tố nào là quan trọng? Cái câu hỏi đặt ra là yếu tố nào là quan trọng? À, bởi hôm nay mình nói cái yếu tố nào khiến bạn khởi nghiệp thành công, còn không thì bạn sẽ thất bại. Ừ, thì trước khi mình nói tiếp với các bạn,
À, thì mình giới thiệu sơ về mình một chút xíu, chứ có một số bạn chưa biết về mình. Mình tròn vào đây mình lấy cái quyển sách chút các bạn ha. Có một số bạn chưa biết gì về mình hết. Một số bạn thì quá biết về mình rồi. Một số bạn chỉ biết mình tên là Nguyễn Thế Duy. Hiện tại mình là người gốc Nha Trang nhưng mà mình ở Sài Gòn. Hiện tại thì mình live stream với các bạn ở tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhà của mình. Năm nay mình 43 tuổi. Mình là người sở hữu vườn ươm doanh nhân Bee Training. Và hôm nay mình rất là vui. Mình thành lập nó năm 2009 và luôn chia sẻ cho các bạn về cái kiến thức khởi nghiệp, cái kiến thức kinh doanh và cổ xí cho bạn kinh doanh. Và hồi nãy các bạn nào mà xem từ đầu rồi thì mình cũng nói với các bạn mình là người gì ạ? Mình là người cổ xí, bởi vì mình tin rằng với cái góc nhìn của mình bao nhiêu năm nay thì cái con đường khởi nghiệp là cái con đường giúp cho thế giới tốt đẹp hơn, giúp cho xã hội tốt đẹp hơn và giúp cho đội ngũ nhân sự, những con người chúng ta theo chúng ta tốt đẹp hơn. Và dĩ nhiên cái người làm kinh doanh là mang những điều tốt đẹp cho thế giới này, chẳng ai ra kinh doanh mà đi làm những cái sản phẩm không tốt đẹp cho thế giới này. Đó là những cái người, cái tư duy của họ nó bị hư rồi, họ mới làm cái điều đó thôi. Vậy thì vậy thì ok chưa? Mình muốn giới thiệu các bạn những cái quyển sách của mình. Cái quyển thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Bạn nào mà muốn ra khởi nghiệp mà bạn chưa tìm ra được phương hướng, bạn chưa có khát khao thì bạn hãy sở hữu cái quyển sách này. Cái quyển sách thứ hai của mình là cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Ở trong này mình chia sẻ bạn 101 bài học trong kinh doanh, mà bạn nào mà chịu khó ép vào cái Facebook của mình thì hồi chiều các bạn sẽ thấy đó, có một bạn họ chia sẻ và họ đã ngộ ra rất là nhiều điều. Cái quyển sách thứ ba của mình là cái quyển Bán Hàng Online Ngay. Ok chưa? Mình chia sẻ bạn 101 cái cách làm online. Và cái quyển sách thứ tư mình là cái quyển bằng tiếng tiếng Anh. Cái quyển bằng tiếng tiếng Anh mình không có trên bàn nên mình chưa nói. Ngay bây giờ trên khắp mọi miền đất nước, nếu các bạn nào sở hữu ngay ba cái quyển sách này thì 310.000 sẽ 330.000 chứ, theo đúng cái bìa sách thì sẽ free ship cho các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Và ba cái quyển sách này bạn đọc bạn hiểu rồi thì sẽ add các bạn vào một cái group, và trong cái group này thì tối nay mình có live stream trong cái group đó. Vào trong đó thì mình sẽ nói sâu về cái con đường làm chủ và hình thành cái con đường làm chủ nó như thế nào, từng bước từng bước. Thì bạn nào sở hữu ba quyển sách này thì các bạn được vào add vào cái group đó. Bạn nào đang có quyển sách mà chưa add vào group là bởi vì các bạn không comment trên Facebook để các bạn báo. Và các bạn như thế nào các bạn không chịu gì không chịu trả lời những câu hỏi trong link thì các em nó không có approve. Rất là nhiều đông khắp mọi người họ mua sách rất là nhiều kênh, có người mua ở kênh nhà sách, có người mua ở kênh trực tiếp ở Bi, mà nếu mà các bạn mà không không trả lời thì xem như là các em nó xem như là các bạn không có sách nên nó không có ép các bạn vào vào đâu. Ok, một phút quảng cáo hết, bây giờ mình nói tới khác. Vậy thì trong năm yếu tố vừa rồi mình nói với các bạn, yếu tố thứ nhất là gì vậy? Mình review lại để các bạn nhớ nè. Yếu tố thứ nhất là gì ạ? Là yếu tố gì các bạn ơi? Yếu tố gì? Là chúng ta cần phải có cho mình một ý tưởng, một sản phẩm, một dịch vụ gì đó, đúng không ạ? Cái yếu tố thứ hai là yếu tố gì ạ? Là chúng ta cần phải xây dựng cho mình một cái đội nhóm đủ mạnh, đúng không? Phù hợp, đúng không? Yếu tố thứ ba là yếu tố là chúng ta cần phải có cho mình một cái mô hình kinh doanh phù hợp. Yếu tố thứ tư là chúng ta cần phải có vốn, những cái nguồn hỗ trợ để chúng ta có sức để chúng ta đi. Và yếu tố thứ năm là thời điểm. Ok chưa? Thời điểm. Tuy nhiên, theo những kinh nghiệm và theo những cái sự quan sát thì chúng ta thấy có một cái vấn đề đó là như vậy. Thời điểm, đúng không? Nếu bạn có một ý tưởng quá lớn, một cái vấn đề đặt ra như vậy nè. Nếu bạn có một ý tưởng quá lớn, một ý tưởng rất là hay, ý tưởng tuyệt vời, liệu bạn có thành công không ạ? Chưa chắc. Ý tưởng bạn quá lớn, rất là hay, nhưng khách hàng bạn chưa sẵn sàng, thế giới này chưa sẵn sàng, thị trường chưa sẵn sàng, bạn vẫn cứ thất bại như thường. Bạn đồng ý ra điều này không ạ? Vậy thì thực sự ý tưởng có quan trọng không ạ? Cũng quan trọng, nhưng chưa phải là hay. Bạn Nguyễn Văn Khải lâu quá nay mới gặp lại tại trực tiếp, cảm ơn bạn Khải. Bạn Khải bấm vào nút like, bấm vào nút đăng ký rồi em bấm vào cái chuông thì mỗi khi mình livestream nó sẽ kết nối với em. Nếu bạn
Có sản phẩm rất là hay, rất là tuyệt vời, dịch vụ bạn rất là tuyệt vời, nhưng thị trường chưa sẵn sàng thì cũng bó tay. Đó là lý do vì sao mà McDonald's nó chờ tới cái thời điểm Việt Nam chúng ta có thu nhập cao nó mơ vào. Những cái công ty fast food gần đây như nào, bởi vì GDP chúng ta đã tăng lên 2.500 đô hơn rồi thì nó mới vào. Tại sao tập đoàn bất động sản Alpha King nó bán 1 mét vuông căn hộ khoảng từ 8 đến 10 ngàn đô vừa rồi nó mới vào? Bởi vì Việt Nam chúng ta là một trong những nước mà trong những năm vừa qua có lượng người giàu tăng nhanh nhất thế giới. Bangladesh năm 2017 á, số liệu năm 2018 thì mình chưa xem lại. Năm 2017 là Bangladesh là đứng số 1, Trung Quốc là đứng số 2 và Việt Nam là đứng số 3. Và cái lượng người giàu nhiều như vậy thì người ta mới tham gia vào. Tức là thời điểm các bạn vô, ý tưởng quá hay, sản phẩm quá hay nhưng thời điểm không tới hợp thì cũng không được. Tuy nhiên thời điểm trễ thì cũng hậu không được, bởi vì bạn ra trễ quá thì trên thị trường quá nhiều người đã làm trước bạn rồi, quá nhiều đối thủ cạnh tranh thì cũng không được. Bạn bạn thấy ý tưởng quan trọng, rất là quan trọng, các bạn thấy không? Vậy thì những cái công ty thất bại vậy nếu mà mình hỏi các bạn một điều là vốn có quan trọng không ạ? Các bạn nên nhớ là mình đã chứng kiến những công ty thất bại, những con người thất bại, họ có rất là nhiều tiền các bạn. Họ có rất là nhiều tiền, họ có rất là nhiều vốn, họ đổ ra trước đó, họ đổ ra rất là nhiều, họ làm rất là nhiều, nhưng cuối cùng họ vẫn có thất bại. Vậy vốn nó có phải là mấu chốt để giúp cho bạn thành công mà? Chưa chắc ạ. Nó là quan trọng. Nhưng có tiền nhiều coi chừng là mất tiền giỏi thôi, chứ chưa chắc đã thành thành công ạ. Mô hình kinh doanh. Ok chưa? Mô hình kênh kinh doanh. Cái này thì mình nghĩ khởi nghiệp cũng chả cần quan tâm tới mô hình kênh kinh doanh. Bởi vì công ty bạn nhớ xíu mà mô hình gì? Mô hình kinh doanh á, nó thuộc giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Mới cứ khởi nghiệp, công ty bé tẹo mà quan tâm mô hình kinh doanh cái gì? Vậy thì cái yếu tố nào nó giúp cho doanh nghiệp chúng ta thành công, nó giúp cho người khởi nghiệp thành công? Thì một cái nghiên cứu đo đếm thì người ta mới thấy được rằng là thời gian là yếu tố số 1. Thời gian là yếu tố số 1, thời điểm. Mình quên, thời điểm, yếu tố thời điểm. Thời điểm là yếu tố số 1. Thiếu yếu tố thời điểm không phù hợp là tiêu liền. Yếu tố số 2 đó là đội nhóm phù hợp, tìm những con người phù hợp. Yếu tố thứ ba là yếu tố gì ạ? Lúc này mới là sản phẩm phù hợp, ý tưởng phù hợp, nhìn thấy vấn đề phù hợp. Yếu tố thứ tư mới là mô hình kinh doanh, và yếu tố thứ năm mới là vốn. Các bạn thấy bất ngờ chưa? Vốn nó nằm cuối cùng nhất, nó là ngay từ đầu mình đã nói mà. Đây, những doanh nghiệp thất bại là những doanh nghiệp có tiền rất là nhiều trước đó. Họ vẫn tan tành qua mây khói, bởi vì sao ạ? Bởi vì chào bạn Thúy Vi, chào bạn quản trị viên. Ok. Và thế là như thế nào ạ? Họ đổ vỡ ngay từ đầu. Các bạn nghe chưa? Tiền nhiều để mà chi mà phá tiền thôi. Nếu mà bạn ra đúng thời điểm, đúng không? Ý ở đây mình cũng phân tích là bạn ra đúng thời điểm và bạn đủ thông báo cho mọi người biết và khách hàng quan tâm và nhiều người quan tâm, thì cái việc vốn nó không là vấn đề nữa. Khách hàng họ sẽ đưa cho bạn tiền, nhiều nhà đầu tư tới chạy đưa cho bạn tiền, chứ không phải là chúng ta có tiền nhiều là chúng ta ra cái nhà. Cái đây là cái câu mà bế tắc cũng rất là nhiều người. Mình chứng minh cho các bạn thấy dịch vụ Airbnb, các bạn biết dịch vụ Airbnb không ạ? Là xe nhà ở đó, họ ra đúng thời điểm. Cái thời điểm nếu mà họ ra trước đó, khi mà họ thuyết trình trước đó không nhiều người chấp nhận họ, những nhà đầu tư thông minh không chấp nhận họ, bởi vì người ta nghĩ cái nhà này nè, tự nhiên xe cho người lạ vô ở, ai đồng ý bao giờ? Không ai đồng ý hết. Nhưng nó ra rất đúng thời điểm, là lúc đó kinh tế đang gì ạ? Đang rất là khó khăn. Kinh tế ở Mỹ đang rất là khó khăn, khủng hoảng kinh tế mà. Và mọi người đang khát khao việc làm, và mọi người đang có nhu cầu tăng cái nguồn thu nhập từ những người xe ở chung, bạn hiểu chưa? Và chính vì cái yếu tố đó nó như thế nào nó làm cho cái dịch vụ đó nó thành công lập tức ra, và mọi người nghĩ là ô, đây là một nguồn có thể tăng thu nhập được. Nếu có người ai đó tới nhà chúng ta ở, chúng ta có nhà rộng quá để làm gì, chi phí nó rất là cao,
À, và chúng ta lại có thêm thu nhập nữa. Và thế là cái dịch vụ Airbnb nó rất là thành công và nó tuyệt vời trên toàn thế giới này. Hoặc là dịch vụ Uber. Họ ra đúng ở thời điểm là nền kinh tế nó như thế nào ạ? Nền kinh tế nó xuống. Những cái người tài xế nó làm mà nói là ở Việt Nam nè, cái công ty Vinasin nó đi nó kiện cáo đồ mà nói với các bạn là nó chưa hiểu nguyên 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 lý, hoàn toàn họ không hiểu về nguyên lý. Họ không hiểu nguyên lý kinh tế thôi đó. Các bạn biết không? Cái vấn đề nó ở chỗ này nè. Tức là ngay thời điểm Uber nó ra đời á là cái nền kinh tế rất là khó khăn và cái người tài xế họ những người mà họ hành nghề tài tài xế là đối tượng thứ nhất. Cái đối tượng thứ hai là họ đang có sẵn xe cộ, họ đang có sẵn cái chiếc xe 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 đó và họ có cái nhu cầu, họ tăng cái thu nhập của họ. Họ không muốn gò bó nữa. Và khi Uber ra đời, lập tức cái giới tài xế nó đổ vô 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 liền. Và khách hàng thấy ồ, cái này tiện, lúc xưa mình gọi taxi rất là khó khăn. Dịch vụ không tốt. Nó là khi mà cái mô hình Uber nó vào Việt Nam, Grab nó vào Việt Nam hiện tại bạn 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 thấy được. Đó là cái nhu cầu thực tế của xã hội, người ta cần tăng thu nhập. Tại sao đi đường các bạn hiện tại trên đường phố Sài Gòn các bạn thấy đầy Uber, đầy Grab, đầy 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 GoViet rồi chạy, người ta có nhu cầu tăng thu nhập. Và thế là cái mô hình đó ra là người ta chạy nó đúng có thời điểm. Các bạn hình dung chưa? Để người ta tăng cái thu nhập đó. Nên là một cái sản phẩm nó cần phải ra đúng cái thời điểm, hoặc là YouTube. Các bạn hình chưa? YouTube. Trước đó bao nhiêu kênh video ra đời nhưng mà không có thành công. Ok chưa? Và có thành công đâu. Thậm chí cái nền tảng họ còn tốt hơn cả YouTube. Nhưng mà YouTube ra ngay cái thời điểm mạng xã hội, sau mạng xã hội nó vừa bùng. Và các bạn thấy YouTube phải nằm chịu trận một thời gian. Và sau khi cái trend mạng xã hội nó qua và trend video nó lên rồi, các bạn thấy gần đây là YouTube thành công rực rỡ. Còn những người mà ra trước YouTube á, tiêu hết, chịu không, không nổi, cái kinh phí chịu không nổi. Và các bạn thấy cái yếu tố thời điểm nó quan trọng mà. Nó vô cùng quan trọng. Thời gian là quan trọng nhất trong tất cả các yếu tố này. Ở Việt Nam của chúng ta, tại sao bây giờ mình cổ xí các bạn đang nghe? Vì cái yếu tố thời điểm đất nước đang mở cửa, pháp luật đang đang mở, khách hàng thì càng nhiều, thu nhập ngày càng cao. Thời điểm này bạn không ra, bạn hẹn thêm 5 năm nữa đó có kinh nghiệm, 10 năm nữa có kinh nghiệm thì nó qua mất tiêu rồi. Và làm sao để chúng ta đánh giá được thời điểm tốt? Làm sao để chúng ta đánh giá được thời điểm tốt? Cái đây là cái câu hỏi. Thì theo cái kinh nghiệm của mình, thứ nhất, chúng ta phải tự hỏi rằng là khách hàng đã sẵn sàng chưa? Các bạn nhớ bấm like kênh YouTube của mình nha, bấm like trang Facebook nhé, kết bạn với mình nhé. Mình muốn hỏi các bạn là khách hàng đã thực sự sẵn sàng chưa? Nếu khách hàng chưa sẵn sàng, thị trường chưa sẵn sẵn sàng mà ý tưởng bạn có hay sản phẩm mà có hay ra, nó cũng cũng tiêu. Cái thứ hai là bạn đã thực sự đi test và cảm nhận thị trường chưa, hay là bạn chung chung? Bạn có thật lòng không? Những cái người khởi nghiệp là những người không có thật, họ họ hay ảo tưởng, họ hay vẽ một bức tranh, họ vĩ mô rất là lớn, họ nghĩ tới cái chuyện to lớn mà họ quên rằng hãy thực tế, hãy vô cùng thực tế. Họ quên mất cái việc này. Và cái công thức là ý tưởng tốt, sản phẩm tốt cộng với gì, thời điểm tốt, thì lúc đó chúng ta mới thành công được. Dĩ nhiên nó cần hàng loạt những cái yếu tố sau nữa mà tối nay mình sẽ chia sẻ ở trong group, từng bước chúng ta đi như thế nào ở trong một cái group về kinh doanh và làm chủ. Thì bạn nào mà muốn vào group đó thì các bạn phải sở hữu ba cái quyển sách của mình thì các bạn mới được vào trong cái group đó. Các bạn phải đọc, phải hiểu, bởi vì bạn cần phải có một cái tư duy chuẩn về làm kinh doanh. Và mình quay lại cái câu nói tiếp, tại sao các bạn cần phải ra làm chủ? Bởi vì tất cả những người khởi nghiệp và những người làm chủ, họ luôn có một cái khát khao giúp cho cái thế giới này tốt đẹp hơn, giúp cho cái hành trình chúng ta nó càng ngày nó càng tuyệt vời hơn. Họ tạo ra những sản phẩm tuyệt vời, dịch vụ tuyệt vời. Họ giúp cho những cái con người tài năng làm việc nơi họ có cái đất để phát huy được cái tiềm năng, cái con người người của họ, những cái người chủ đó, họ họ giúp cho đội ngũ của họ sáng tạo hơn,
làm việc ý nghĩa hơn. Và nếu các bạn ở đây, bạn là những người chưa ra làm kinh doanh thì bạn hãy suy nghĩ tới điều này. Và nếu bạn đã là người làm kinh doanh hoặc là bạn chưa ra làm người kinh doanh, nhưng bạn ở góc độ lớn bạn nghĩ là bạn không ra làm kinh doanh thì bạn phải gì ạ? Bạn phải gì ạ? Bạn phải ủng hộ, chứ không phải là bạn cản đường những người ra làm cái điều tốt đẹp này. Còn những người nào ra làm kinh doanh mà không giúp cho thế giới tốt đẹp hơn thì bạn không phải là người kinh doanh đâu ạ. Bạn đang đi bào mòn cái thế giới này. Bạn nào có 3 quyển sách thì các bạn bấm vào cái link và các bạn phải trả lời được những cái câu hỏi thì mọi người mới ép các bạn vào. Các bạn không trả lời thì mọi người sẽ không ép các bạn vào đâu. Bởi vì sách các bạn sở hữu ra qua rất là nhiều nguồn. Có nguồn từ bi, có nguồn những người họ lấy lại họ bán, có những người bạn mua ở nhà sách. Và nếu các bạn không trả lời thì sao ạ? Thì các bạn sẽ không được ép vào đâu. Cảm ơn các bạn đã xem cái chương trình livestream tối buổi hôm nay. Bây giờ mình phải đi ăn tối rồi. Và chút xíu nữa khoảng 9 giờ rưỡi tối mình livestream ở trong group những người sở hữu sách. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn buổi tối ý nghĩa. Bye bye các bạn nha.